Tôi Phương xin kính chào quý vị. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin Kinh tế Thế giới do ban biên tập Tuổi Trẻ Hải Ngoại biên soạn. Kính thưa quý vị, các giới chức quản lý hệ thống y tế của Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã phê chuẩn thuốc điều trị béo phì của công ty dược phẩm Arena. Đây là loại thuốc giúp giảm cân đầu tiên được chấp thuận trong 13 năm ngành y khoa Hoa Kỳ tìm kiếm những giải pháp cho căn bệnh béo phì đang ngày càng gia tăng trong nước. Cổ phiếu của công ty dược phẩm Arena đã tăng hơn 45% sau khi tin tức này được công bố. Thuốc Lorcaserin của Arena sẽ được bán dưới thương hiệu Bevic, là một trong ba loại thuốc giảm cân thử nghiệm đang tìm kiếm sự phê duyệt của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Công ty Vivus và công ty Orexigen vẫn còn hy vọng sẽ có thể đưa thuốc của mình ra thị trường. Thuốc của Arena được chấp thuận cho sử dụng ở người lớn với chỉ số BMI là 30 hoặc cao hơn, tức những người được xem là béo phì, hoặc được sử dụng cho những người lớn với chỉ số BMI 27 hoặc cao hơn, tức là những người được xem là thừa cân và mang ít nhất một căn bệnh liên quan đến trọng lượng, chẳng hạn như huyết áp cao, bệnh tiểu đường loại 2 hoặc cholesterol cao. Chỉ số BMI là một thước đo chất béo trong cơ thể, tương ứng với chiều cao và trọng lượng của một người lớn. Và mùa nghỉ hè năm nay, người dân Hoa Kỳ đã có được một chút thoải mái khi giá dầu thô đã giảm 25% kể từ đầu tháng 5. Điều này đã làm cho mức giá tại các trạm xăng giảm bớt ngay khi mùa lái xe mùa hè bước vào cao điểm. Và theo ý kiến của giám đốc điều hành của công ty dầu khí ExxonMobil, ông Rex Tillerson, thì mức giá dầu thô có thể còn xuống thấp hơn nữa. Cuộc khảo sát của công ty Bloomberg cho thấy giá xăng đã giảm 15 xu chỉ trong 2 tuần qua. Những khó khăn của nền kinh tế toàn cầu đang giúp các tài xế lái xe Hoa Kỳ. Ông Tillerson cho biết kết quả kinh tế yếu kém, đặc biệt là ở châu Âu, tăng trưởng tại Trung Cộng cũng bị chậm lại, làm cho tồn kho gia tăng. Và theo ông thì hàng tồn kho cuối cùng đã lên tới mức mà nhiều vấn đề đã xảy ra cùng một lúc. Các thị trường đang nhìn vào số lượng hàng tồn kho và kết luận rằng mức giá dầu thô trên thị trường quá cao và do đó mức giá dầu thô đã bắt đầu đi xuống. Và một cuộc thăm dò mới của Reuters cho thấy, ngày càng có nhiều các phân tích gia ước đoán rằng mức giá trung bình của dầu thô Brent sẽ ở dưới mức 100 Mỹ Kim một thùng trong vòng 2 năm tới. Tại thị trường New York, giá dầu thô đã tăng cao hơn một chút từ hôm thứ Tư, nhưng điều này sẽ không kéo dài. Mức giá cho khí đốt tự nhiên cũng đã xuống đến mức thấp nhất trong 10 năm qua, và các công ty dầu khí không làm ra lợi nhuận với mức giá này. Ông Tillerson nói rằng nhu cầu thế giới sẽ tăng lên 60% trong 20 hoặc 30 năm tới, làm cho nó trở thành nguồn năng lượng phát triển nhanh nhất trên thế giới. Công ty Google vừa giới thiệu máy tính bảng đầu tiên của mình, với hy vọng lặp lại sự thành công của điện thoại thông minh Nexus trên thị trường máy tính bảng, nơi mà Google đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Apple, Microsoft và Amazon. Máy tính bảng Nexus 7 được hợp tác chế tạo với nhà sản xuất thiết bị điện tử Asus và sẽ có mức giá bắt đầu từ 199 Mỹ Kim. Google đã cho ra mắt máy tính bảng tại hội nghị hàng năm của công ty tại San Francisco. Máy tính bảng với màn hình 7 inch với độ phân giải 1280x800 được điều hành với phiên bản 4.1 của hệ điều hành Android của Google, được gắn một máy ảnh phía trước. Phần mềm Android của Google là hệ điều hành số 1 cho điện thoại thông minh, nhưng đã phải chật vật để cạnh tranh với iPad của Apple trên thị trường cho máy tính bảng. Các giới chức điều hành của Google đã quảng cáo phiên bản hệ điều hành Android 4.1 tại sự kiện tại San Francisco. Theo công ty này, thì hệ điều hành mới chạy nhanh hơn và có nhiều tính năng mới, thí dụ như tìm kiếm bằng giọng nói. Công ty hàng đầu về tìm kiếm trên Internet cho biết 1 triệu thiết bị sử dụng phần mềm di động Android của công ty được vặn lên mỗi ngày. Ngân hàng Barclays của Anh Quốc sẽ trả 453 triệu Mỹ Kim tiền phạt cho chính quyền Hoa Kỳ và Anh Quốc sau khi một cuộc điều tra cho thấy ngân hàng này đã thao túng các tỷ lệ lãi suất cơ bản nhằm gia tăng áp lực lên các ngân hàng khác phải hợp tác, có thể làm thiệt hại hàng tỷ Mỹ Kim cho ngành công nghiệp tài chánh. Sự thỏa thuận nộp phạt giữa ngân hàng Barclays và giới chức trách đặt ra những câu hỏi mới về sự đáng tin cậy của lãi suất đưa ra bởi Liên minh Ngân hàng London, được gọi là LIBOR. Đây là lãi suất cơ bản cho các hợp đồng vay mượn và tài chánh trị giá đến 360.000 tỷ Mỹ Kim. Theo các giới chức cho biết,
các hành vi thao túng đã diễn ra từ năm 2005 đến năm 2009, có nghĩa là hàng triệu khách hàng vay mượn đã phải trả lãi suất quá ít hoặc quá nhiều cho những khoản nợ của họ. Chính phủ Hoa Kỳ đã buộc tội các giới chức điều hành cao cấp tại Barclays trong việc xử phạt, trích dẫn hàng loạt các email cho thấy ngân hàng này đã tìm cách thao túng lãi suất LIBOR để tạo lợi nhuận trên các giao dịch và để che giấu các chi phí vay mượn cao của ngân hàng trong cuộc khủng hoảng tài chính. Giám đốc điều hành ngân hàng Barclays, ông Bob Diamond, thừa nhận hôm thứ Tư rằng việc chấp nhận đóng tiền phạt sẽ làm tổn hại đến sự tin tưởng của khách hàng đối với ngân hàng. Ông cho biết, ông và các thành viên trong ban giám đốc điều hành sẽ không nhận tiền thưởng của họ trong năm nay. Phần lớn các giao dịch bất hợp pháp và bị thao túng xảy ra dưới sự điều hành của ông Diamond, người đã thay thế ông John Volley trở thành giám đốc điều hành vào năm 2011. Sự việc này đã gây ra sự tức giận trong giới tài chính. Lãi suất LIBOR là nền tảng cho tất cả mọi thứ, từ các giao dịch chứng khoán cho đến lãi suất thẻ tín dụng của người tiêu dùng Hoa Kỳ, cho đến lãi suất cho vay để đầu tư vào mạng lưới điện thoại tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngân hàng Barclays cũng đã tìm cách để thao túng Euribor là một loạt các lãi suất cho đồng euro. Ngân hàng Barclays đồng ý trả tiền phạt trên cơ sở dân sự với Quỹ bàn giao dịch chứng khoán, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Anh Quốc. Nhưng Bộ Tư pháp vẫn đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự. Cuộc điều tra này đã bắt đầu từ năm 2011 và bao gồm các nhà chức trách Nhật Bản, Canada, Thụy Sĩ. Năm ngoái, ngân hàng UBS AG của Thụy Sĩ đã đồng ý hợp tác với các nhà điều tra Hoa Kỳ để đổi lại không bị truy tố. Đầu năm nay, trong các tài liệu nộp tại tòa án thượng thẩm Ontario, một giới chức Canada cho biết một bên hợp tác đã cung cấp thông tin về cách LIBOR bị thao túng như thế nào. Việc Barclays chấp nhận bị phạt tạo áp lực lên các ngân hàng khác phải làm theo. Brazil vừa công bố một loạt các biện pháp kích thích kinh tế mới với cam kết thúc đẩy chi tiêu của chính phủ trong một nỗ lực nhằm làm sống lại một nền kinh tế đang gặp khó khăn. Các biện pháp mới bao gồm việc giảm lãi suất các khoản vay trợ cấp cho các công ty là một phần của một sự thúc đẩy lớn hơn để bảo vệ Brazil tránh những thiệt hại do nền kinh tế toàn cầu bị chậm lại và cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu. Chương trình kích thích kinh tế này cũng bao gồm một gia tăng 3.2 tỷ Mỹ kim cho chi tiêu của chính phủ trong năm nay. Trong một buổi lễ công bố tại các biện pháp mới tại Brasilia, Tổng thống Dilma Rousseff cho biết tất cả các biện pháp sẽ được áp dụng để bảo vệ việc làm và sản xuất trong nước. Bà nói chi tiêu của chính phủ là công cụ hoàn hảo để chống lại các tác động của cuộc khủng hoảng tại Brazil. Trong những tháng gần đây, chính quyền của bà Rousseff đã công bố một loạt các biện pháp kích thích kinh tế và giảm thuế nhằm phục hồi nền kinh tế Brazil sau khi quốc gia này chỉ đạt được mức tăng trưởng khiêm tốn 0.2% trong quý đầu tiên của năm. Tất cả các biện pháp đã được thực hiện cho đến nay, nhấn mạnh xu hướng của bà Rousseff thiên về một sự tăng trưởng kinh tế do nhà nước dẫn đầu. Cho dù là thông qua các ưu đãi thuế cho các ngành công nghiệp trọng điểm hay gia tăng các khoản cho vay từ các ngân hàng do nhà nước kiểm soát, chính phủ luôn đóng một vai trò hàng đầu trong nền kinh tế của Brazil. Năm ngoái, Brazil đã vượt qua Anh Quốc để trở thành nền kinh tế lớn thứ 6 trên thế giới. Bộ trưởng Tài chính Brazil, ông Guido Mantegna, cũng đã có mặt trong buổi công bố và cho biết Brazil có tiềm năng tăng trưởng rất lớn và theo dự kiến sẽ tiếp tục phát triển với một tốc độ đáng kể trong những năm tới. Bên cạnh việc gia tăng chi tiêu của chính phủ để mua tất cả mọi thứ, từ xe bus cho đến xe vận tải, cho đến các xe cứu thương và xe ủi đất, chính phủ Brazil còn có các kế hoạch nhằm cắt giảm lãi suất cho vay dài hạn cho các công ty xuống còn 5.5% từ mức 6% hiện nay. Bà Rousseff cho biết chính quyền sẽ tiếp tục giới hạn chi tiêu công để đáp ứng mục tiêu ngân sách năm nay, mặc dù đã gia tăng ngân khoản dành cho việc mua sắm của chính phủ. Sự hạn chế chi tiêu này có thể giới hạn phạm vi của những biện pháp kích thích kinh tế bổ sung. Theo nhà phân tích kinh tế Duncan Santos, thì Brazil cần phải thu hút cả đầu tư nước ngoài lẫn đầu tư trong nước để thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng. Ông Santos cho rằng, yếu tố bị ảnh hưởng nhất bởi cuộc khủng hoảng là đầu tư trong lĩnh vực tư nhân. Cho nên, mặc dù các biện pháp kích thích của chính phủ đã có hiệu quả giúp cho mức tiêu thụ tiếp tục gia tăng,
Nhưng gần đây đã có một sự thay đổi trong quá trình hành động của chính phủ để giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư là điều kiện thiết yếu để lấy lại đà phát triển với tỷ lệ cao hơn so với thời gian gần đây. Trong thực tế, bà Rousseff đang chuyển hướng tập trung của mình từ phía kích thích nhu cầu sang các biện pháp thúc đẩy đầu tư công cộng và tư nhân để giúp phục hồi một nền kinh tế đã bị đình trệ trong 3 quý vừa qua. Việc giới hạn chi tiêu của chính phủ đã là một lực cản rất lớn cho nền kinh tế Brazil trong những năm gần đây, với mức đầu tư tương đương khoảng 19% của nền kinh tế mỗi năm, thấp hơn nhiều so với mức 45% của Trung Cộng hay mức 35% tại Ấn Độ. Các biện pháp kích thích kinh tế cho đến nay đã thất bại, không làm gia tăng sản lượng công nghiệp và không làm cho các doanh nghiệp chi tiêu nhiều hơn, làm nổi bật những thách thức mà các công ty địa phương phải đối mặt với điều được gọi là chi phí Brazil, là một kết hợp của tiền lương gia tăng với thuế cao và hạ tầng cơ sở thiếu hụt. Vừa rồi là bản tin Kinh tế Thế giới do ban biên tập Tuổi Trẻ hải ngoại biên soạn. Xuân Phương xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.